8 câu nói của bậc thầy mưu trí giúp bạn một đời bình an. Quý vị khán thính giả thân mến, cuộc đời luôn ẩn chứa những thăng trầm không báo trước, những đau khổ không mời mà đến và cả những niềm hạnh phúc bất ngờ xuất hiện. Trước những cảm xúc mãnh liệt mà hoàn cảnh cuộc sống đem lại, người tầm thường sẽ luôn phản ứng một cách tự động theo từng việc xảy ra. Không có sự bình tâm tĩnh, suy xét mọi việc, kết cục lại chính mình phải gánh lấy hậu quả. Ngược lại, bậc trí giả sẽ không vì sự xáo trộn của thế giới bên ngoài mà khiến tâm tư mình bị đả kích theo. Cuộc đời này muốn được bình an, hãy học trí tuệ cổ nhân qua những câu nói hun đúc lại những triết lý cuộc sống sâu sắc. Hiểu và thực hành được 8 điều này, cuộc đời mới thực sự thấm nhuần rằng những điều đẹp đẽ nhất hóa ra lại đến từ những thứ vô cùng giản dị. 1. Đấu gạo nuôi ơn, gánh gạo nuôi thù. Câu nói này có ý nghĩa rằng nếu chúng ta giúp một người đang ở trong nguy nan, người đó sẽ vô cùng cảm kích chúng ta. Nếu người đó đã có thể tự sống bằng sức mình, chúng ta vẫn không ngừng giúp đỡ, vẫn tiếp tục cung cấp gạo cho anh ta như cũ. Khi thời gian kéo dài, số lần nhiều lên thì anh ta vốn trước đây có lòng cảm kích chúng ta sẽ dần dần coi sự giúp đỡ của chúng ta là đương nhiên. Giả sử một ngày nào đó, đột nhiên chúng ta không giúp anh ta được nữa vì anh ta đã coi giúp đỡ đó là đương nhiên, nên có thể sẽ vì vậy mà ôm hận trong lòng, bắt đầu phẫn nộ với người đã ra ơn cho mình. Do đó giúp đỡ người khác cũng cần có tiết chế nhất định, chứ không phải ra ơn vô hạn. Khi một người đã không cần đến sự giúp đỡ của người khác, thậm chí bắt đầu không còn chí tiến thủ, chỉ một mực xin trợ giúp, thì chúng ta cần suy nghĩ tỉ mỉ, nên chăng giảm bớt hoặc trì hoãn ý nghĩ và hành động giúp người đó để họ tự lập. 2. Bỏ những thị hiếu không tốt, cấm những dục vọng không đúng bổn phận. Như vậy có thể tránh được nhiều hệ lụy, ức chế những hành vi không đúng đắn, giảm thiểu các hành vi xấu, như vậy có thể tránh được sai lầm. Người xưa luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trừ bỏ dục vọng. Khổng Tử nói, vô dục tắc cương, nghĩa là không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường, bỏ đi những dục vọng dư thừa mới có thể cương trực, không a du người. Nhưng những đạo lý này nói ra rất dễ, làm được lại rất khó. Ví như thị hiếu, dục vọng đều là những cái khó mà nhất thời thay đổi được. Nếu thực sự có thể thực hiện được, cần phải lý giải sâu sắc, sau đó dựa vào ý chí kiên cường, lớn mạnh để thực hiện thì mới có thể thay đổi được. 3. Đưa đò phải đưa qua sông, xây tháp phải xây đến đỉnh. Câu nói này rất dễ hiểu, đọc lên đã thấy quen thuộc, như có dư vị kiên trì đến cùng. Đúng vậy, đưa đò phải đưa qua bên sông, xây tháp phải xây đến đỉnh, chính là báo chúng ta làm việc phải dùng tâm, phải có nghị lực và tinh thần kiên trì đến cùng. Khi đã hiểu rõ đạo lý kiên trì, lại có thể thực hiện được tinh thần kiên trì không mệt mỏi, thế thì bất kỳ sự tình gì cũng khó mà quấy nhiễu được người như vậy. Bởi vì loại người này ắt sẽ năng lực nhẫn nại vượt qua khó khăn, không sợ trắc trở. Do đó khi anh ta quyết định làm việc gì thì sẽ nhất định làm đến cùng, không khó khăn nào có thể đẩy lùi. Nhìn khắp thế gian, người thế nào mới có thể đạt được thành tựu? Đương nhiên là người hiểu được đạo lý, kiên trì đến cùng. Đây cũng chính là bí quyết để có được vinh quang, được người đời sau coi là tấm gương học tập noi theo. 4. Muốn chí hướng kiên định, dốc sức thực hiện thì phương pháp tốt nhất không gì bằng đa mưu suy nghĩ sâu xa. Phương thức an toàn nhất không gì bằng an lòng chịu nhẫn nhục. Nhiệm vụ quan trọng ưu tiên nhất không gì bằng tu đức. Toàn tâm dốc sức thực hiện chí hướng thì đó là cái gốc của lập thân, thành tựu danh vọng. Tầm quan trọng của lập chí cũng không cần nói nhiều. Chim sẻ chim én, sao biết được chí chim hồng chim hộc. Từ xưa đến nay người trong lòng ôm chí lớn đều cô độc. Cổ nhân gọi đó là tâm độc hành. Muốn lập chí lớn, làm được đại sự không thể không an tâm dưỡng đức, dũng cảm chịu nhẫn nhục, mưu tính kế hoạch tỉ mỉ kỹ lưỡng. Như sách Đại học nói, biết dừng thì sau đó mới định, định thì sau đó mới có thể tĩnh, mà tĩnh thì sau đó mới có thể an thì sau đó mới có thể nghĩ, và nghĩ thì sau đó mới có thể đắc được. 5. Không xuống đáy biển, không biết biển sâu, không sinh con, không biết ơn cha mẹ. Câu nói này rất rõ ràng minh bạch, ý nghĩa đều thể hiện trên mặt chữ. Tuy nhiên, ý nghĩa ẩn chứa lại rất sâu xa. Chúng ta cũng thường được nghe bậc làm cha làm mẹ, đến khi con làm cha, làm mẹ, con sẽ biết lòng cha mẹ lúc này. Có người nói, câu nói này nghe rất chối tai vì nó ám chỉ rằng chỉ khi anh có trải nghiệm như tôi, anh mới thực sự có tâm lý tương đồng, mới thực sự lý giải được tâm tình của tôi. Kỳ thực câu nói có đạo lý sẽ tránh khỏi tổn thương người, vì đó chính là thuốc đắng dã tật. Tri thức đích thực, tâm lý đồng cảm thực sự đều phải đích thân trải nghiệm, đích thân thực hiện thì mới có được. Bởi vì khi chúng ta thực sự dấn thân xuống đáy biển hoặc thực sự nuôi dạy con cái, chúng ta mới bỗng ngộ ra, ôi thì ra đáy biển sâu như thế này,
Ôi thì ra cha mẹ bỏ bao công sức sâu nặng thế này cho mình, công ơn của cha mẹ đúng là nặng tựa núi Thái Sơn. Rất nhiều sự tình khi chưa gặp phải thì cho dù người nói với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng có thể chẳng cần suy nghĩ mà kết luận. Đó chỉ là vì chúng ta chưa từng gặp phải tình huống ấy, chưa đặt mình vào hoàn cảnh đó, vậy nên cần dùng tâm suy nghĩ, biết đặt mình vào vị trí của người khác mà thấu hiểu cảm thông. 6. Hạnh phúc là do tích thiện tích đức, tai họa là do làm nhiều việc bất nghĩa. Nhân gian Việt Nam có câu, ở hiền gặp lành, cũng giống như câu ngạn ngữ, cứ làm việc tốt thì không phải hỏi tiền đồ, chỉ cần hành thiện tích đức, tự nhiên phúc thọ bình an. Do đó hoàn toàn không cần phải lo lắng tiền đồ hung cát như thế nào. Tu trăm điều kiện, tự sẽ có trăm điều phúc. Làm nhiều việc tốt dần dần sẽ tạo thành ảnh hưởng tốt đối với tâm lý. Đó chính là giờ phút nào ta yên tâm, bình thản. Điều đương nhiên là niềm vui lớn nhất của đời người. 7. Cái gì cũng biết thì chẳng việc gì tinh thông. Câu này tương tự như câu nói, tham nhiều thì nhai không nát. Câu nói này ví von trong công tác hay học tập, tham nhiều thì không làm được tốt, không tiếp thu được tri thức. Do đó cái gì cũng biết thì chẳng việc gì tinh thông cũng có ý này. Việc gì cũng biết nhưng mỗi việc đều không chuyên không tinh. Do đó có thể thấy cổ nhân nhằm khuyên bảo được người đời, tinh lực mỗi người đều có hạn. Nếu muốn đạt được thành tựu ở một ngành nghề nào thì phải nỗ lực cày sâu quốc bẫm trong ngành nghề đó, học tập theo chiều sâu để học tinh hoa của sự việc chứ không phải đơn thuần học tập theo bề rộng. Cũng như câu nói ông cho ta đã dạy, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nếu chúng ta cái gì cũng muốn đạt được, lại không rủi mài chuyên sâu, thế thì kết quả cuối cùng sẽ là cái gì cũng học, không đủ thấu, không đủ tốt. 8. Nước chảy không tủ động hôi thối, trụ cửa không bị mối mọt chính là do chúng liên tục vận động, không thể dung túng cho dục vọng của mình, nếu dung túng sẽ tạo thành họa. Câu nói này chỉ ra rằng, làm người không thể nuông chiều bản thân truy cầu đời sống an nhàn hưởng thụ. Có một câu ngạn ngữ cổ rằng, người ta thường sống sót qua khổ nạn nhưng lại bỏ mạng trong sung túc. Trong những ghi chép lịch sử về Triều Hán có nói, người xưa coi sự an nhàn như là rượu độc và việc đánh đổi nhân cách đạo đức để giành giàu sang là sự bất hạnh. Sự an nhàn chính là cái gốc của mọi hậu họa, cũng vì thế mà ông cha ta đã đúc kết rằng nhàn cư vi bất thiện hay lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thấm nhuần tư tưởng của các bậc tiên hiền, cách đây 70 năm, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy đã căn dặn con trai mình trong cuốn sách Trai nước Nam làm gì về những lý lẽ tương tự. Làm trai nước Nam thì phải có một tôn chỉ, một chí hướng mà theo, không chỉ làm lợi cho bản thân mà còn cho xã hội, nước nhà. Muốn thế trước tiên phải khỏe, bởi khỏe thì làm thầy của xác mình, yếu thì làm đầy tớ của nó. Ngoài vận động phù hợp và gìn giữ sức khỏe thì cũng phải biết chịu khổ. Đối với những tâm hồn mạnh mẽ thì cực nhọc hình như là cái thích của họ. Thích chịu cực, đó là cái đặc tính của những người làm được. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn là những bài toán mà chúng ta muốn thành công thì phải giải được chúng. Trong đó bài toán khó nhất chính là sự vượt qua cám dỗ, vượt lên bản ngã của chính mình để tìm ra những chân lý cuộc sống ẩn sâu đằng sau một vẻ ngoài đơn giản. Có ai đó từng nói, chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng chính bản thân mình. Hy vọng quý vị sẽ luôn nhìn nhận ra được trong cuộc đời mình cái gì mới là cái đáng giá để ta theo đuổi, cái gì mới thực sự đem lại cho ta hạnh phúc và bình yên. Mến chúc quý vị sẽ luôn sáng suốt và biết cách lựa chọn con đường đi riêng của mình.